sao khổ hạnh khỏi lâm. Phải không? Mới đến cái câu này là nhờ công tu niệm âm thầm quá hay. Vậy thì bây giờ đến sao khổ hạnh khỏi lâm là đến sao, là đến giai đoạn nào? Là có đến giai đoạn đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha. Vậy thì đó, đến chừng đó đó cô bác anh em nhận đạo. Mà đến sau tất nhiên là cái đến giai đoạn đó, phải không? Là cái đến giai đoạn nước dưng nè, đến giai đoạn lửa cháy, đến giai đoạn năm chèo nói vậy, đến giai đoạn coi như là rắn rít thùm beo tây tượng, đến giai đoạn coi như là yêu tinh nghiệt ngã. Mà đó là cái giai đoạn đến sau. Mà đến sau khổ hạnh khỏi lâm tất nhiên là không có vướng vào, không có vướng vào, không vướng vào những cái tình trạng đó. Là nhờ gì? Nhờ công tu niệm âm thầm quá hay. Cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ đồng đạo mới hỏi qua câu này là nhờ công tu niệm âm thầm quá hay. Mà tu cách sao âm thầm hả sư huynh? Tu cách sao âm thầm với cô bác anh em dùng đạo? Cái chỗ này mới đặc biệt nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi xin hỏi huynh, cái câu thầy mình nói là nhờ công tu niệm âm thầm mới hay, thì cái câu đó là thầy khen mình lắm đó thầy đó huynh. Dạ. Thì huynh phải giải thích cho tất cả anh em mụn đạo ở đây hiểu đặng biết đặng thực hiện cái câu nhờ công tu niệm âm thầm mới hay. Nam mô A Di Đà Phật. Ủng hộ cho dân chủ chàng qua tay này chứ quý vị. Đồng đạo nêu lên trong một câu ha, cô bác anh em chứ đồng đạo, một câu giảng của đức thầy đó, tung câu một là thành công rồi phải không? Thưa chứ quý vị. Đồng đạo mới nêu lên một câu đó là nhờ công tu niệm âm thầm quá hay, cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì câu giảng này được đồng đạo nêu lên, chúng tôi được biết đó là trích trong quyển nhất đó, tất nhiên là cái quyển khuyên người đời tu niệm. Mà quyển khuyên người đời tu niệm này đó là đức thầy viết đó, vào lối tháng 9 năm 1939, cô bác anh em dùng đạo, có tất cả là 912 câu. Mà đồng đạo trích ra trong đó là một câu cho chúng tôi bàn, cô bác anh em dùng đạo. Vậy là một câu đó là nhờ công tu niệm âm thầm quá hay, thưa cô bác anh em dùng đạo. Và trước câu đó là đức thầy nói là đến sao khổ hạnh khỏi lâm, phải không? Mới đến cái câu này là nhờ công tu niệm âm thầm quá hay. Vậy thì bây giờ đến sao khổ hạnh khỏi lâm là đến sao, là đến giai đoạn nào? Là có đến giai đoạn đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha. Vậy thì đó, đến chừng đó đó cô bác anh em dòng đạo. Mà đến sau tất nhiên là có đến giai đoạn đó, phải không? Là có đến giai đoạn nước dưng nè, đến giai đoạn lửa cháy, đến giai đoạn năm chèo nói vậy, đến giai đoạn coi như là rắn rít thùm beo tây tượng, đến giai đoạn coi như là yêu tinh nghiệt ngã. Mà đó là cái giai đoạn đến sau. Mà đến sau khổ hạnh khỏi lâm tất nhiên là không có vướng vào, không có vướng vào, không vướng vào những cái tình trạng đó. Là nhờ gì? Nhờ công tu niệm âm thầm quá hay, cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ đồng đạo mới hỏi qua câu này là nhờ công tu niệm âm thầm quá hay. Mà tu cách sao âm thầm hả sư huynh? Tu cách sao âm thầm với cô bác anh em dùng đạo? Cái chỗ này mới đặc biệt nha. Bây giờ cái người tín đồ Phật giáo hòa hảo của chúng ta tu đó cô bác anh em chứ đồng đạo, có phải là cái lối tu âm thầm không? Bây giờ tôi đặt lên vấn đề hậu hết quý vị nè, không? Nếu như bây giờ những cái phương thức người ta tu những cách khác đó hen, là đến cái giờ công phu là phải giọng chuông, không? Phải gõ mõ. Còn nếu như như là những cái bên thành phần khác nữa, người ta có thể là trẩu nhạc, cô bác anh em chứ đồng đạo. Vậy mà cái người tu chúng ta đó hen, là trong cái lúc mà cúng lại quý vị không có nghe một cái tiếng động đó, cô bác anh em chứ đồng đạo. Có nhiều người kỹ đen đóng cửa lại tu luôn, phải không chú? Đóng cửa lại tu luôn, không ai thấy mình tu luôn. Có nhiều người niệm Phật hay là vô trong mùn ngồi niệm Phật suốt luôn, không ai thấy luôn. Có phải là tu âm thầm không? Đó. Rồi bây giờ cái âm thầm thứ hai nữa, tất nhiên là nếu như cái người ta tu đó là đầu tròn áo vuông tam y nhất bát, tất nhiên là trên hình tượng. Mà bây giờ ví dụ như cái ông chú này đi, bây giờ ông đi trên Sài Gòn hay ông đi ngoài đường, đi lên vô trong bến xe rồi đấy hen, ai biết ông tu? Như đồng đạo Khanh đây nè, ngồi đó nó có ai biết ông tu không? Đó là tu âm thầm, tất nhiên là tu tâm. Tu âm thầm là vậy cô bác anh em với đồng đạo.
Còn thêm cái nữa, cô bác anh em dân đạo, nhờ công tu niệm âm thầm quá hay, có nhiều khi người tín đồ Phật giáo hòa hảo của chúng ta đó hen, là cho 5 triệu, 3 triệu, 2 triệu bắt đầu, trong khi đó cái người người ta giữ thư ký nói bây giờ chú tên gì, chú họ gì, làm ơn chú nói cho tôi, ghi cho tôi. Khỏi, âm thầm mà cần gì ghi, phải không? Không có ghi gì trân trọng cô bác anh em dân đạo, không cần ghi gì trân trọng, không. Bây giờ chúng tôi chỉ biết cho ra thôi, tất nhiên là theo lời Đức Thầy chỉ dạy, làm tròn bốn phận hay hơn bạc vàng. Âm thầm có nghĩa bây giờ tu âm thầm là tu như vậy đó, tất nhiên là đến sau khổ hạnh khỏi lắm, nhờ công tu niệm âm thầm quá hay, tất nhiên là ta bây giờ tu niệm tầm thường, đúng là tầm thường phải không? Nhưng mà sau danh thể xả hương khắp chốn, cái chỗ này là tu âm thầm của bác anh em chứ không đạo. Thì cái lối tu âm thầm của người tín đồ Phật giáo hòa hảo là chúng ta không có khoe khoang, không có phô trương hình thức, là vậy đó. Không có phô trương hình thức như thế nào cho nên là tu coi như là tu lén lén, không đến đổ coi như là trong gia đình của mình hen, có nhiều khi bà vợ bà tu đó nghe mà ông chồng không hay luôn, cô bác anh em chưa được đâu, hỏi hỏi gà bà đi đâu ạ, nói hỏng nói thiệt, nói tôi đi công chuyện, đi đám giỗ đám quái gì đâu, không hà, ai về đâu đi niệm Phật á, mà tu âm thầm như vậy mà ông chồng không hay luôn nữa, phải không chị? Có nhiều khi tu âm thầm bằng cái lối coi như là giữ bí mật mà chúng ta tu âm thầm. Thưa chú quý vị, vậy thì bây giờ cái người tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta coi như là tu như là luôn lúc nào cũng âm thầm, mà cái âm thầm này tất nhiên là trong khi đó là quan trọng trong cái chỗ bản chất, nghe không chú? Bản chất của mình tất nhiên là hữu xạ tự nhiên hương, hà tất đương phong lập, có nghĩa là mình có mùi tự nhiên, một có mùi thơm, không cần phải đứng hóng gió, cô bác anh em chưa đồng đạo, không cần khoe khoang gì trân trở. À, cho nên có lần nọ coi như là lần nọ tôi thấy coi như có một cái vị đồng đạo này coi như là đang tu, coi như là trong khi đó tôi đang coi như là trực ở trên bệnh viện Chợ Rẫy chỉnh, cô bác anh em chứ đồng đạo. Cho nên có cái bà này bà ở gần coi như là 2 tháng trời mà ung bướu coi như là không có tiền để chữa trị. Rồi trong khi đó cái ông này ông bước lại hỏi anh chị ở đây bao lâu rồi, nó tàn đó, tôi ở đây hổng rời coi như là lâu lắm, gần 2 tháng trời rồi bây giờ không có tiền bạc gì chữa trị. Hỏi gì chứ bây giờ bác sĩ nói với chị làm sao? Nói với chị bây giờ chữa trị cách làm sao mà bao nhiêu tiền? Cái cô này có trả lời nó là nếu như mà lên cái cao mổ phẫu thuật như vậy đó hen, là coi như là trên dưới khoảng 70 triệu. Nói một cái là nổi ốc liền, cô bác anh em chứ đồng đạo. Cái em nói thôi bây giờ tôi coi như là chị nói vậy thì tôi hay vậy đi, thấy không? Rồi trong khi đó đó hen, ổng âm thầm, ổng đi đâu không biết, coi như là bữa sau trở lại đấy hen, ổng đem lợi cho bà này 70 triệu đủ luôn vậy đó, cô bác anh em chứ đồng đạo. Cái bà này bà hỏi anh coi như là như thế nào mà có được một số tiền lớn vậy, tôi không có đi giấu gì, thấy cô vậy đó tôi tội nghiệp, tôi đi xin từng người vậy đó, mà bây giờ được 70 triệu mà xin gì mà giấy 500 không, cô bác anh em chứ đồng đạo. Mà hỏi tên hỏi ổng mà không nói. Nhưng mà cuối cùng là biết được đó hen, là cái tiền của ổng không đâu mà ổng không nói. Ổng không đâu mà ổng không nói. Mà ổng nói ổng đi xin. Thấy không? Cái chỗ này có khoe khoang không? Không có khoe khoang gì hết, cô bác anh em chung đạo. Vậy thì bây giờ qua câu này, đến sau khổ hạnh khỏi lâm, nhờ công tu niệm âm thầm quá hay, thì bây giờ từ đây trở về sau, đồng đạo chúng ta cúng lại cũng cần âm thầm, không có khoe nghe. Để có nhiều khi chúng ta đi ra đường khoe đồng đạo nữa, tôi cúng 2 thời, 3 thời, 4 thời đó hen, là cái này không có âm thầm nha. Tại vì mình còn khoe phải không? Rồi bây giờ nếu như chúng ta niệm Phật cũng vậy, bây giờ nếu như chúng ta niệm Phật là chúng ta phải niệm Phật làm sao cho có một cái tướng trở về tâm. Chứ đừng có phô trương hình tướng, cô bác anh em chứ đồng đạo. Mình phô trương hình tướng quá coi như là trong khi đó người ta không ưa. Có nhiều người không ưa tu hành, nhiều kẻ chẳng ưa. Cho nên ta không ưa, cho nên trong khi đó thôi giờ mình niệm âm thầm đi. Ví dụ như bây giờ mình niệm ở trong nhà của mình muốn bắt giảng, mình nghe gì mình bắt vừa mình nghe thôi. Để mà nhiều khi mình bắt giảng lớn quá, trong khi đó xóm ghiền ta không chịu, ta không ưa, thấy không? Cho nên bây giờ theo lời Đức Thầy chỉ dạy, chúng ta cần tu âm thầm được, cô bác anh em chứ không đạo. Câu này rất là chí lý, niệm Phật cũng âm thầm, làm phước cũng phải âm thầm. Bây giờ cái việc chúng ta có được nhiêu làm nhiêu, không có phô trương hình tướng, mà cuối cùng rồi coi như là những việc làm của chúng ta là đi đúng với tôn chỉ của Đức Thầy, là chúng ta không có mất. Trồng cây lành vị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao không mất, tất nhiên không có mất cái gì trân trọng, của bác anh em trong đạo. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta, cái người tu chúng ta sau này coi như là khắp cả các thế giới, tất cả các nước
là điều tôn trọng người tín đồ Phật giáo hòa hảo của chúng ta là bằng cái cách là tu âm thầm, tất nhiên là tu không có hình tướng. Vậy đó mà sau này là khắp thế giới liên dây hòa hảo dứt một ngọn lửa này một đất đem đạo lạnh ban rải nơi nơi mãn chờ trong bá tánh thảnh thơi khắp bốn biển liên dây hòa hảo. Cho nên Phật giáo hòa hảo mình sau này coi như là người tu như thể bá tòng nhỉ? Ai ai cũng quý, cũng trông, cũng nhìn hết cô bác anh em dùng đạo, nhưng mà phải tu sao cho nó âm thầm nha. Cô bác anh em dùng đạo đừng có phô trương hình tướng. Mình phô trương hình tướng riết coi như là trong khi đó người đời có nhiều người bắt đầu là ta không ưa mình, ta không thích mình. Mà không ưa, không thích mình đó, cuối cùng bắt đầu ta nói cái câu nói hơi nặng chút xíu đó, là người ta có lỗi rồi nhưng mà mình đây cũng có lỗi. Cô bác anh em dùng đạo nha. Thôi thì bây giờ chúng ta hãy cố gắng tu âm thầm, cô bác anh em dùng đạo với phương tiện của chúng ta tu bằng mọi cách mọi giá ha, chúng ta phải cố gắng chịu đựng nhẫn nhục, đó là tu âm thầm thưa chưa quý vị. Rồi cái âm thầm coi như là đến cuối cùng của người tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta sau này được Đức Thầy trở về bế bồng nghe đồng đạo, đó là sao, là bước ra đường ăn nói thật thà dầu khôn khéo nha, nữa cũng là giả dạy cô bác anh em trong đạo. Cho nên người tín đồ Phật giáo hòa hảo Đức Thầy dạy cho chúng ta dạy khôn trần thế chứ nào dạy ngu với ông, ai cũng khôn hết rồi, ai cũng biết giáo lý hết rồi, nhưng mà mình giả như là cái người giả dị, hết ngu tới giải mới công phu gần thành, đúng không, hết ngu tới giải mới công phu gần thành. Nhưng mà sau này cái người tu chúng ta đó hen là tu âm thầm mà giả như dạy gì đó cô bác anh em trong đạo thị, còn một đoạn mơ tần nắng sợ trải qua đầu diệt dở quá hay thế gian sẽ biết thánh tài bế bồng con dạy hát bài khải ca cô bác anh em trong đạo, là chúng ta tu âm thầm là giải như vậy sau này là được Đức Thầy bế bồng. Vậy thì bây giờ là chúng ta hãy ráng tu theo đường lối mà hôm nay coi như là Đức Thầy nói qua trong câu giảng mà được đồng đạo nêu lên cô bác anh em trong đạo, đó là chúng ta tu là chúng ta phải dạy, chúng ta tu là phải âm thầm, không hô trương hình tướng, mà luôn luôn lúc nào chúng ta phải gấp tâm theo lời Đức Thầy chỉ dạy, là chúng ta cố gắng nhẫn nhục để mà chờ thầy của bác anh em trong đạo. Thôi thì qua câu này chúng tôi trình bày đến đây cũng xin tạm dừng, thì xin trả lại cho vấn chủ ý kiến quý vị, nếu có điều chi bằng thêm thì bằng, không có xin phép cho thông qua. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa qua thì anh Tư cũng giải được hai đề, giờ đây mời đồng đạo Phương đến đây để đặt câu hỏi tiếp theo. Mời đồng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và xin huynh giải cho đệ và đồng đạo cùng nghe chung cái đoạn văn Đức Thầy viết là nếu ta đem đức tin thờ phượng tôn giáo bằng cách sai lầm thì rất có hại cho đời và mạng của ta, mặc dầu đạo của ta là một đạo rất chánh đáng. Vị xin huynh cho biết là Đức Thầy dạy mình thờ ba ngôi thờ tôn kính trong gia đình là cái đạo mình là đạo Phật giáo hòa hảo, là đạo chân chánh, thì tại sao ta lại đem đức tin thờ phượng tôn giáo bằng cách sai lầm, xin huynh cho biết. Nam mô A Di Đà Phật. Chân thành cảm ơn chàng pháo tay gian dày quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật pháp, và tiếp theo là được đồng đạo Phương nêu lên trong một đoạn văn tản của Đức Thầy. Và trong đoạn văn tản trong bài tu thân sử kỷ, tất nhiên là đồng đạo mới nêu lên đó, là nếu như ta đem cái đức tin thờ phượng tôn giáo, nếu ta cứ đem đức tin thờ phượng tôn giáo bằng cách sai lầm rất có hại cho đời mạng của ta. Mà đồng đạo mới đặt lên câu hỏi là như vậy thì bây giờ cái đức tin sai lầm mà thờ phượng tôn giáo bằng cách làm sao? Cô bác anh em dùng đạo, cũng trong bài tu thân sử kỷ này đó, là Đức Thầy viết năm 1942 đó, Đức Thầy có dặn đi dặn lại rất rạch ròi. Đức Thầy mới nói đừng thấy ai theo mối đạo nào đông đảo rồi ta cũng vội vàng theo đạo ấy mà chưa hiểu giáo lý ấy như thế nào, cũng đừng thấy người ta thờ Phật rồi vội vã lập bàn thờ Phật mà chưa hiểu ông Phật như thế nào. Nếu tu như thế, thờ Phật như thế, càng tu bao nhiêu, càng thờ bao nhiêu, càng tỏ ra cho thiên hạ, tỏ ra cho ta mê tín bấy nhiêu. Đó cũng là cái đích để cho người vô đạo nhóm đó mà bài bác nhạo chê quỷ bán, và cũng rất uổng cho cái công trình thành kính lễ bái của ta vậy. Đây là trong một đoạn ở trong bài tu thân sự kỷ. Vậy thì bây giờ trong bài tu thân sự kỷ, Đức Thầy mới dạy cho chúng ta rất rành rất rõ về vấn đề cái phương cách thờ phượng, cô bác anh em chưa đồng đạo. Mà nếu như chúng ta có như là lấy đức tin của mình, đem đức tin của mình mà thờ phượng là thờ phượng tôn giáo bằng cách sai lầm,
thì đất uổng cho cái công trình thành kính lễ bái của ta vậy. Cô bác anh em trong đạo, nên Đức Thầy mới cho chúng ta biết chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ thì mới được thân sao cao quý. Rồi đồng đạo phương mới đặt lên vấn đề, đặt lên vấn đề tất nhiên người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta có ba ngôi hả, phải không? Ba ngôi thờ cúng thôi. Vậy đó mà bây giờ cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta coi như là đã tu theo như vậy, theo thầy như vậy đó, nhưng mà sao trong thời gian bắt đầu sanh ra bốn ngôi, năm ngôi, đủ thứ hết trơn trời. Hỏi tại sao hả? Nhức đầu, nóng lạnh, ớn sống, đau chân, đau cẳng, tâm can tỳ phế, do tứ thời cảm mạo bất hòa, cho nên thân mình yếu đuối, cảm những tà khí, sanh ra bệnh tật. Rồi bắt đầu coi câu năm. Câu năm nói ớn ớn lạnh lạnh cái kiểu này để hen là bị mắt của thiên quyền nữ thánh anh lai sát chú tiên chú ngọc không quan công độ mạng về thờ đi hết. Vậy bắt đầu trong khi đó việc cũng nghe thờ, Đức Thầy đã cho chúng ta biết bỏ dị đoan mới thấy đạo màu, bớt giả dối gặp người thượng cổ. Mà vậy mà chúng ta cũng không có bỏ dị đoan nữa. Còn chỗ khác Đức Thầy lại bảo cho chúng ta đó là khuyên dạy hỏi Dương Trần hãy ráng tu. Ráng tu dễ khóa đạo lưu bù. Phải không mấy chị? Cái đạo này là cái đạo lưu bù. Ráng tu dẹt phá đạo lưu bù, thấy chúng đời này lạc chữ tu, cho nên lạc chữ tu rồi trong khi đó bị lưu bù. Tôi nhớ cái chuyện coi như là bên cạnh tôi kỳ đó tôi có kể quý vị nghe đó. Bây giờ chúng tôi cũng xin lặp lại cho quý vị mình được biết đó hen, là ở gần tôi có cô hai coi như là trên tôi khoảng gần cây số. Bữa nọ coi như là bà ghé tôi, bà nói chú làm ơn chú giết cho tôi cái liễn đặng tôi thờ của thiên quyền nữ. Chú ơi coi như là tôi mắc bệnh hỏng rài hết biết luôn. Tôi lên trên coi như là ở trên mà núi tại sư chỉnh lên trên cô năm á, tôi coi. Tôi coi bây giờ mắc của thiên quyền nữ, bây giờ tôi phải về tôi thờ cái hết được. Đó anh em dừng đạo. Cái tôi nói thiệt tình với chị đó hen, là tôi bây giờ đó là giết gì tôi giết cũng được. Bởi vì tôi biết chữ Hán mà, chữ Nho, cho nên bây giờ tôi giết cái gì cũng được trơn trời á, giết sớ, giết liễn, giết gì tôi giết cũng được. Nhưng mà cô mà mượn cho tôi giết mà cái liễn để mà thờ bà cổ thiên quyền nữ đen là tôi không có giết được, tại vì cái này nó thuộc về mê tín. Bà năn nỉ, bà nói chú làm ơn chú giết giùm cho tôi đi. Cái tôi mới chỉ xéo bên cạnh tôi đó, con ba tộc để não này biết nè, ông ba tộc xéo nhà cửa tôi á, ổng cũng chữ Nho rành lắm. Cái bà coi như là bà qua bà nó mượn sao ông kia ông giết đi. Ổng giết coi như là cái liễn xong rồi đó là quý vị biết đó hen, là bây giờ bà treo lên bà thờ liền. Bà đến coi như là cái ngày rằm tháng giêng đó hen, là bà tạ trang. Bà nấu một cái nồi chè linh đình và bắt đầu bà mời dòng họ gia phả nội ngoại trên dưới khoảng cỡ chừng 30 người. Bữa nọ coi như là tôi đi chợ, sau tôi đi ngang bắt đầu tôi gặp đông quá, bà gặp bà kêu con bắt vô. Bà nói chú Tư vô chú Tư ơi, hỏi cái gì ạ? Bữa nay tôi tạ trang. Tôi tạ trang coi như là từ cái ngày mà tôi thờ đó nghe, cho đến nay đó là đầu tôi không nhức xương sống, tôi không ớn lạnh mà dò cẳng tôi. Bây giờ chú thấy là tôi đi 2-3 cây số không mẫu luôn. Tôi nói làm sao hay dữ rồi, bà thờ làm sao đâu, bà dẫn cho tôi coi coi. Vô dẫn vô rồi tất nhiên là trong khi đó là rõ ràng cái câu liễn coi như là bà thờ coi như là khang trang nào dài nào dớ nào lộng dù này kia, bà của thiên quyền nữ đầy đủ hết trơn trời. Bà viết hai chữ trên đó là cung thỉnh, thấy không? Còn ba cái chữ ở dưới đó hen là thiên thượng lưu. Ba chữ bên đây đó hen là chúng tam hồ. Cho nên trong khi đó tôi vừa đọc rồi tôi mắc cần. Tôi nói bà ơi hổng rài coi như là bà thờ hết bệnh là phải đâu. Bà nói dĩ chứ sao không phải. Tôi để tôi đọc cho bà nghe nghe. Ở bên đây đó hen là chúng tam hồ. Chúng là đông, tam là ba, hồ là ôi. Là đông ba ôi. Đông ba ôi là đôi ba ông. Còn bên đây là thiên thượng lưu. Thiên là ngàn mà thượng là trên, mà lưu đó là trôi. Thiên thượng lưu là ngàn trên trôi. Vậy thì ngàn trên trôi là ngồi trên trang. Đây là đôi ba ông ngồi trên trang. Ở dưới là e chàng ăn chè gì có gì đâu bà thở. Ủa thiệt vậy hả chú? Tôi nói ừ, tôi đọc đâu rõ ràng. Không tin bà hỏi ông ba đi. Mà rõ ràng chúng tam hồ thiên thượng lưu, rõ ràng chữ viết như là rành rành luôn. Vậy mà bà không biết bà thờ cung thỉnh đâu đó đàng hoàng vậy, mà từ cái ngày thờ đó nghe, không biết làm sao khiến cho bà hết nhức đầu nóng lạnh luôn, nhức giò nhức cẳng hết luôn. Tin tưởng mà hết cô bác anh em nhân đạo. Từ đó trở về sau bà nói thôi vậy tôi nghe lời chú thôi tôi lột xuống luôn. Cái này thờ coi như là tưởng làm sao coi như là đôi ba ông ngồi trên trang ăn chè chứ có bà cái bà của thiên quyền nữ gì đâu mà thờ. Vậy mà thờ cũng hết bệnh. Tôi bác anh em trong đạo. Quý vị thấy không? Đó.
Vậy thì bây giờ đồng đạo coi như là mới nêu lên trong cái chỗ này á, là trong khi đó là đừng thấy ai theo mối đạo nào đông đảo rồi ta cũng vội vàng theo đạo ấy mà chưa hiểu giáo lý ấy như thế nào. Vì người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là có ba ngôi thờ cúng nha mấy chị nghe. Ba ngôi thờ cúng là Cửu Thiên Quyền Nữ, Cửu Quyền Thất Tổ như là ngôi Tam Bảo và Bàn Thông Thiên thôi nghe. Chứ không có nên thờ coi như là một cái vị tà thần nào mà chúng ta không rõ căn tích. Mà nếu như chúng ta thờ mà không rõ căn tích là chúng ta mê tín. Mà đã mê tín rồi thì bây giờ Đức Thầy không cho. Cô bác anh em dòng đạo. Vì vậy cho nên bây giờ nếu như bây giờ đó là trong cái đạo tràng Phật Pháp này nè, đồng đạo coi như là tất cả chư quý vị đó nghe không, ai ở nhà mà còn thờ Cửu Thiên Quyền Nữ, Tánh Anh Lai Sát, Chú Tiên, Chú Ngọc, Quan Công, Độ Mạng, ông Voi, ông Táo, ông Chuồn, bà Chuồn gì đó nghe, thì về làm ơn đừng có thờ dụng cái cô bác anh em dòng đạo. Có lần nọ coi như đồng đạo mới hỏi chú Tư ơi, chú Tư, chú nói là không nên thờ vị tà thần mà nào mà không rõ căn tích gì, chứ bây giờ mấy cái ông này chú biết cái gốc nó ở đâu không? Tôi nói tôi biết. Ông hỏi gì gốc ở đâu hả? Tôi nói cái ông thần tài ông địa này nè, cái gốc ở ngoài Lá Thiêu ấy. Nó ủa sao chú biết hay hả? Nó không định ra ngoài coi, nó nắng ngó nhóc ấy. Gốc ngoài chứ đâu nữa giờ, phải không? Cái gốc ở ngoài Lá Thiêu ấy. Thôi cô bác anh em chứ ông đạo đó. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta muốn đi cái con đường chánh đạo của Đức Thầy thì Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết, tất nhiên là phải tu theo con đường chánh. Thời tiết tốt, mùa màng được trúng, tu gặp đường, đạo chánh mau nên. Rồi Đức Thầy nó vô di chánh đạo hỡi người ơi, tất nhiên là chúng ta phải tu theo con đường chánh. Còn nếu như chúng ta đi lạc vào cái con đường tà rồi, cô bác anh em chưa đồng đạo, cho nên đạo tà chỉ tạo kiếp mê nghe. Cho nên không có làm cho con người chúng ta được sáng suốt gì đâu, mà làm cho con người chúng ta là mê tín là gì đó. Mà Đức Thầy nói là cho chúng ta biết trong điều răn cấm thứ 8 đó, là chúng ta thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín, đạo đức thái quá, thái quá làm cho đạo đức suy đồi. Thôi chưa quý vị. Vậy thì bây giờ ở nơi đây đồng đạo chỉ hỏi ý, chúng tôi cũng trình bày gọn gọn thôi cô bác anh em dòng đạo, và đến đây cũng xin là trả lại cho dân chủ ý kiến quý vị. Nếu có điều chi bạn thêm thì bà không có, xin phép cho thông qua. Nam Mô A Di Đà Phật. Hồi nãy anh Tư cũng có nói qua là cõi cực lạc, mà bây giờ tôi dấn về cái phần này chút, anh Tư phá cái này chút nha, cho mấy vị phụ nữ. Cõi cực lạc không sanh người nữ, bình đẳng tâm đối xử ông hòa. Thì như vậy thì cái người phụ nữ có thể về tu về được tới cực lạc hay không? Anh Tư giải cho phần này. Nam Mô Di Đà Phật. Mà về cực lạc là về như thế nào, là cái thân nữ nó đổi hay là không đổi gì đó, thì cái phần này anh Tư cũng cho biết rõ phần này luôn. Nam Mô Di Đà Phật, để đặt lòng tin cho giới phụ nữ. Cái đồng đạo coi như là nêu lên cái chỗ này cũng hay, cô bác anh em chứ đồng đạo, đặng mà cái người nữ coi như là chúng ta đừng có tự ti nữa. Thưa chú quý vị, bởi vì cái cõi cực lạc á, là cái cõi cái thân bằng sen, cái thân bằng kim thân, mà cái thân này đó là Đức Thầy nói là kim thân thị hiện dứt trừ tử sanh. Cho nên coi như là Đức Thầy cho chúng ta biết khi mà giảng sanh về thế giới cực lạc rồi đó, thì bây giờ ở đây là không có nói qua vấn đề nữ hay nam. Vậy thì bây giờ trong khi đó là tôi đặt lên một cái câu hỏi quý vị mình, coi như là khi chúng ta về Phật mang cái thân xác này về Phật luôn hay là về bằng cái linh hồn? Cái linh hồn có nam nữ không? Có thân xác đâu mà có nam căn nữ căn, phải không? Còn cõi cực lạc đó là ở nơi đây là trong khi đó quý vị mình thấy đó là hào quang thay thế trăng đèn, phải không? Thần thông thay thế tàu thuyền ngựa xe, cho nên nó là toàn bằng thần thông hết, coi như là diệu dụng hết, thì lấy gì có thân nam và thân nữ? Rồi bây giờ con người chúng ta khi linh hồn mà về cõi cực lạc ấy, thì thần thức nhập thai sen, chứ đâu phải coi như là giống như cái cõi mà cõi tiên hoặc giả là tất cả các cõi mà chúng sanh đang ở đi đâu, không? Thần thức nhập thai sen, tất nhiên là vào trong cái thai sen tinh hảo nên chẳng màng lo nỗi khổ sanh. Vậy thì bây giờ không có luận nam nữ, cho nên lúc đó là Đức Phật A Di Đà thuyết coi như là trong 48 lời đại nguyện, ở đây coi như là trong cái nguyện mà Đức Phật A Di Đà nó là cõi của tu trang nghiêm tịnh độ, là hoàn toàn không có một người nữ nào hết, cô bác anh em chỉ đồng đạo thôi chứ quý vị. Cho nên cái cõi ở ta bà là sở dĩ còn mê đó, tất nhiên là còn tướng nữ và tướng nam, và trong khi đó chúng ta còn bị mê bị nhiễm. Nhưng mà cõi Phật rồi tất nhiên là bây giờ là bình đẳng nhau hết, tất nhiên không còn nam không còn nữ gì hết. Như vậy thì bây giờ ở nơi đây là cái cõi cực lạc mà được đồng đạo mà tám sĩ đã nêu lên để mà phát nghi, thì bây giờ đồng đạo của chúng ta đó nghe,
là không bàn tới vấn đề coi như là nam nữ, mà bàn cái chỗ là chúng ta được về Phật hay không, là do lòng tín nguyện mình có hay không, niệm Phật mình có nhiều ít, chứ không bàn tới cái chỗ nam nữ. Có bác anh em dừng đạo. Còn hồi xưa kinh Phật đã bảo cho chúng ta biết đó, là cái người nữ đó là phải bị coi như là trong khi đó là bị những cái coi như là chướng ngại trên con đường tu của mình, là về Phật khó, thấy không? Thưa cô bác anh em dừng đạo. Nhưng ở đây tôi không dám nhắc lại, mà ở đây Đức Thầy mới chỉ bảo cho chúng ta là tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, không nói coi như là vấn đề coi như là mà như hồi xưa Đức Phật đã thuyết. Cô bác anh em dừng đạo. Vậy thì ở đây chúng ta quyết định không có nghi. Tất nhiên là nếu như chúng ta còn nghi là chúng ta về Phật không có được. Cô bác anh em dừng đạo. Tin tưởng có cõi vui tịnh độ, tin tưởng mình có thể sanh qua, tin tưởng sư Phật cũng người ta thì mình cũng sẽ là như Phật. Lời Phật nói không hề sai thất nếu làm y như Phật đã làm. Tin tưởng sao làm vậy cho kham, không ai có thể làm thôi chỉ, nhất định sẽ vẹn tròn đạo lý, được thành công như ý đạo nguyền. Tin tưởng là sức mạnh vô biên, được thành Phật thành tiên nhờ nó. Tin tưởng ấy trong lòng được có thì sự tu đâu có bỏ nửa đường. Huyên nhũ trong ba tánh thập hương tu phải có chủ trương mới được. Tin làm phước thì là được phước, làm ác thì gặp ác, không sai. Tin rằng mình nghiệp dữ chẳng gây, nhất định chẳng đầu thai khỏi khổ. Việc trần chẳng để lòng ham hố, chắc chắn không sanh trở lại trần. Lòng hằng mong có Phật, được cần thế nào cũng sanh lên cõi Phật, phải không? Lực nhân quả không bao giờ chặt gieo giống nào thì một cây ni vậy hả? Vậy thì bây giờ chúng ta đặt trọn niềm tin như vậy, tất nhiên là chúng ta về Phật chứ có gì đâu. Đừng có tự ti nha mấy cô mấy chị mình. Tự ti nó thời ơi, tôi người nữ thì tôi không biết được tu được về Phật không. Còn mấy ông nam mới có phước hơn ha. Mấy ông nam vậy mà có phước, tất nhiên là đến đám tiệc bắt đầu mới không có lo lắng gì chứ. Mấy ông ở ngoài ăn trước không, tới chuyện ăn xong mấy ông còn nói là ngon dở nữa chứ. Không. Như vậy thì bây giờ quý vị mình đừng có tự ti mặc cảm. Nữ nam gì tất nhiên là trong khi đó không có như vậy. Cho nên bà Diệu Thiện bà có nói qua câu này, cô bác anh em chứ đồng đạo, là thể đạo bổn vô nam nữ tướng, tu hành bất luận phú hòa bằng. Coi như là cái thể đạo là không phân biệt tướng nữ và tướng nam, gọi là thể đạo bất phân nam nữ tướng. Tu hành bất luận phú hòa bằng, là người tu chúng ta không luận là giàu hay là nghèo, mà người nào bất cứ ai tu cũng được. Phật trời chẳng luận nghèo giàu, ai nhiều phước đức là được giàu có tiên. Chỗ này coi như là đâu có phân biệt như này nam nữ, phải không? Vậy thì bây giờ chúng ta không nên tự ti mặc cảm, mà bây giờ chúng ta phải có một cái chí quyết. Tất nhiên là cái quyết định của mình. Không biết bao nhiêu người nữ coi như là tu được giảng sanh thì thế giới Cực Lạc rồi, chứ không phải là ít đâu cô bác anh em dùng đạo. Sợ là sợ trong khi đó chúng ta không có lòng quyết định mà thôi cô bác anh em. Vậy chứ quý vị, vậy thì bây giờ nếu như chúng ta quyết định như vậy thì bây giờ đó là cái nghi của đồng đạo mà được đồng đạo tám sĩ nêu lên, thì bây giờ chúng ta coi như là từ đây trở về sau, quyết trí con đường hành đạo của chúng ta là một lòng để mà chúng ta tu về cõi Phật. Cô bác anh em dùng đạo, tu cao cả ráng tu đừng chán tu, cho nên kể tháng kể năm trên đường tu phải chung thủy nhất tâm sống thác quyết tu tầm cho đến Phật, là chúng ta quyết tu làm sao cho được về Phật thôi. Cô bác anh em dùng đạo, đó là gánh trần tục hải mau quan ném, hải mau chơn có gám sự tu, nào dù hương bát nước công phu, nào tịnh niệm a di đà Phật, các sự thế tâm vô nhất vật, chỉ một lòng đạo đức dung bầu, nơi liên qua cửu phẩm chưa ngồi thì nhất định chưa thôi niệm Phật. Cô bác anh em dùng đạo. Và kính thưa quý vị, và suốt trên dưới gần 2 tiếng đồng hồ chúng tôi trao đổi giáo lý, tất cả chú quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật pháp và chúng tôi cũng như đồng đạo lại, và quý vị ủng hộ cho tinh thần giáo lý, chúng tôi tin tưởng rằng hôm nay trao đổi giáo lý và quý vị ủng hộ cho Phật pháp chắc có lẽ là có rất nhiều phước duyên công đức. Nếu có điều chi gọi là phước duyên công đức, chúng tôi xin đề nghị chung đồng đạo chúng ta hợp tác lại để tạo thành một món quà khinh thanh công đức hậu hướng cho pháp giới chúng sinh. Cầu nguyện cho kẻ âm được siêu, cầu nguyện cho người dương được thới, cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ, cầu nguyện hướng linh người quá dạng được nương vào công đức này, hạnh lành này mà được nhã tách đường duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Và chúng tôi cũng không quên cầu nguyện ơn trên hồng ân tam bảo luôn luôn lúc nào cũng gia trì hộ độ cho tất cả chứ quý vị thân khỏe tâm an, trí huệ luôn được mở mang và tu hành được luôn tinh tấn và cố gắng tinh tấn mãi trên con đường hành đạo của mình, để sau này Đức Tôn Sư trở lại, tất cả chư quý vị mình có đầy đủ anh lành, đầy đủ phước duyên mà chúng ta sẽ được gặp thầy trong ngày Long Hoa Đại Hội Tân Dân Tân Đức. Lễ phép cúi đầu kính chào toàn thể chư quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.